Thực ra ngày hôm nay ấy, là chúng ta học lỡ để ngôi trò thì phải thêm ý nữa là kiểu thế trầm trọng cháy trước. À, nghe khó chưa? Trầm trọng cháy trước. Kiểu thế là trầm trọng cháy trước, tức là như thế nào? À, em bé. Tôi bỏ cái này ra là cùng. Vai thôi chứ. Tức là thế này này. Thế là nhá, em bé nó nằm trong tư thế mẹ là cái đầu nó ở xuống dưới thế này rồi, nhưng nó có thể cái lưng của nó có thể lưng ở phía như thế này, hoặc cái lưng nó xoay như thế này, hoặc cái lưng nó xoay, em hiểu được, nó có thể xoay vòng quanh trong bụng mẹ như thế này. Hiểu không? Thế và cái này người ta gọi là kiểu thế. Kiểu thế tức là gì? Người ta chia khung trậu của mẹ ra làm 6 phần. 6 phần nhá. Đây là phía trước, đây là phía sau, đây là phía phải, đây là phía trái nhá, và người ta kẻ những cái đường chéo như thế này. Hiểu không? Nếu cái xương chẩm nó đi về phía này thì sẽ là ở bên trái và ở phía trước. Nếu bên này ta sẽ có kiểu thế là trái ngang, ở dưới này ta có kiểu thế trái sau, ở cái này ta có kiểu thế phải sau, cái này là phải ngang, cái này là phải trước. Hiểu không? Hiểu không? Tức là cái tưởng tượng là cái đầu em bé nhá, cái thế của nó có thể xoay vòng quanh trong khung chậu người mẹ như thế này. Đấy, ví dụ nó nằm như thế này chẳng hạn. Thì kiểu thế của nó, cái xương chẩm của nó nằm ở bên phải và phía sau khung chậu của người mẹ thì kiểu thế của nó sẽ là phải sau. Hiểu không? Nhưng tất cả các kiểu thế đó cũng đều không hay gặp. Và chúng ta chỉ học một kiểu thế hay gặp nhất, đó là em bé nằm ở bên trái và phía trước khung chậu người mẹ, tôi nằm như thế này. Hiểu không? Nhá, nó chúng ta chỉ học cái kiểu thế như thế này thôi. Và cô chỉ cần em nắm được cách đỡ đẻ với khi em bé nằm đúng tư thế như thế này. Nhá. Thế thì khi mà chúng ta sẽ bắt đầu đỡ đẻ khi nào? Khi mà thứ nhất là cổ tử cung phải mở hết và đầu em bé đã lọt. Nhá. Và cái này chính là người ta mô phỏng cái cổ tử cung đây này. Đó, hiểu không? Và đây gọi là giờ cổ tử cung mở hết này. Bởi vì đầu em bé này, người ta đo rằng những cái đường kính lớn nhất của nó chỉ khoảng từ 9,5 đến 10 phân thôi. Cho nên khi cổ tử cung mở 10 phân, đầu nó sẽ qua. Hiểu không? Và trong toàn bộ cả người em bé, người ta nói rằng, người ta thấy rằng chỉ có đường kính, những cái đường kính ở đầu mới là đường kính to nhất. Còn đường kính ở đầu đã qua thì đường kính vai, đường kính mông bao giờ nó cũng nhỏ hơn đường kính ở đầu. Hơn nữa phần vai với phần mông đều là phần mềm, nó có thể uốn cuôn được, nó có thể co nhỏ lại được. Cho nên nếu là đầu, người ta nói là đầu xuôi đuôi lọt là cái ý như thế. Hiểu không? Nhá. Thế thì khi mà làm chúng ta bắt đầu đỡ đẻ, thứ nhất là khi cổ tử cung mở hết, và lúc ấy đầu em bé cơn co tử cung ở trên dồn xuống với cái điều kiện là cổ tử cung mở hết và em bé nó sẽ xuống dần ở trong tiểu khung. Hiểu không? Thế và khi cái đầu của nó đã qua được eo trên khung chậu của người mẹ, tức là đã lỏng, và lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu đỡ đẻ. Lúc đó nhìn cái con sắt bên ngoài trên lâm sàng là gì, cả cái vùng tầng sinh môn của người ta, tức là cái vùng môi lớn môi bé nó sẽ giãn rộng ra, bởi vì cái đầu em bé trên này nó dồn xuống, sẽ làm cho cái vùng tầng sinh môn nó phồng lên. Hiểu không? Nó phồng lên. Và người ta nói quan sát bên ngoài là gì? Thứ nhất là hậu môn nở hoa. Hoa mặt quá. Hậu môn nở hoa thì bình thường cái hậu môn ấy thì nó co nhỏ lại. Thế nhưng mà lúc mà cái đầu ấy nó tỉ xuống thì hậu môn nó sẽ giãn to ra. Nó nở như thế này này. Nhá. Rồi cái hậu môn nó giãn và nó nở căng hết mức. Và thứ hai là gì? Âm mộ ngửa mặt cười. Bên cái lông tầng sinh môn nó sẽ hơi vướng vát xuống như thế này. Thế nhưng khi mà cái đầu nó xuống và nó đẩy phồng lên thì cái tầng sinh môn nó sẽ hơi, tư thế nó không phải là chếch lên nữa mà nó hơi ngửa lên trên như thế này. Và nó sẽ giãn nở rộng ra. Hiểu không? Một cái tưởng tượng là hai cái môi nó cánh hơi hé, nó phồng lên như này, trông như cái miệng cười ấy. Đúng không? Đấy, nói thế thôi, nhưng mà sau này nếu các em đi sản, các em nhìn vào cái người tư thế chuẩn bị dặn đẻ, các em nhìn các em sẽ biết ngay đầy đủ các dấu hiệu như thế. Thứ nhất là cái hậu môn nó nở phồng căng lên, nó nở ra, nó xòe ra. Và thứ hai là cái tầng sinh môn này nó hơi ngửa lên. Đó, và nó phồng lên, hai cái môi lớn với cái môi bé nó phồng lên như thế này. Và sẽ đầu với tóc em bé thập thỏ ở bên trong. Hiểu không? Khi mà nhìn thấy dấu hiệu các bạn chắc chắn là chuẩn đến lúc chúng ta chuẩn bị phải đỡ đẻ rồi. Hiểu không? Thế và lúc ấy thế nào? Đỡ đẻ là như thế nào? Lúc ấy chúng ta phải chuẩn bị dụng cụ. Nhá. Cái thao khoa chuẩn đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta biết rằng lúc ấy chúng ta bắt đầu phải chuẩn bị thao tác đỡ đẻ. Còn những khâu chuẩn bị dụng cụ là các em phải làm từ trước. Nhá. Chuẩn bị dụng cụ gồm có cái gì? Thứ nhất là có khoảng 2 cái xăng sạch. Nhá. Thứ hai nữa là kéo vô trùng để cắt rốn. Nhá. À, ngày trước người có cái sông hút nhớt, bây giờ chắc cũng không cần. Đó, nhá. Và chúng ta cần một cái kéo nữa để cắt tầng sinh môn. Thế thì thực ra thông thường có cái quan điểm về cái cắt tầng sinh môn ấy, thì ví dụ như phụ nữ phương Tây, cái âm đạo nó giãn nở rất là rộng, và thông thường em bé có thể qua dễ dàng, nên người ta không cần phải cắt nhiều. Thế nhưng ở người Việt Nam thì cái vùng tầng sinh môn, tức là cái âm đạo ấy, nó cái cơ nó cũng là chắc và thứ hai là nó nhỏ. Thế chứ thông thường với người con so thì chúng tôi cắt tầng sinh môn hầu như 100%, trừ những trường hợp non tháng em bé nó nhỏ thì mới không cắt nhá. Đấy, còn cách cắt tầng sinh môn thế nào thì cô sẽ hướng dẫn. Đây là chúng ta chuẩn bị dụng cụ. Về phía chuẩn bị bệnh nhân, khi nào mà chúng ta thấy rằng khi cổ tử cung mở hết và chuẩn bị lọt là chúng ta phải thông tiểu.
Bởi vì sao? Nếu bàng quang căng ở trên nó sẽ làm chèn ép và em bé nó không xuống được. Và nếu cơn co ở trên em bé nó cứ xuống thì nó sẽ đè ép vào bàng quang, nó gây ra sang chấn của bàng quang. Hiểu không? Thế cho nên nguyên tắc thứ nhất là phải thông tiểu, bàng quang phải rộng. Đó. Thế thì khi mà sau khi chúng ta thông tiểu xong và chúng ta khám lại thấy em bé đã lọt thóc rồi, cùng với dụng cụ đã chuẩn bị rồi, với những cái dấu hiệu của một cái lọt thóc như cô vừa mô tả, cô vừa hướng dẫn, thì chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị đỡ đẻ. Bắt đầu chuẩn bị đỡ đẻ ở đâu thì chúng ta phải sát trùng nhá, sát trùng cái vùng âm hộ bên ngoài cũng như cái vùng tầng sinh môn, sát trùng nhá. Thế và sau đó thì sao, chúng ta sẽ bắt đầu cắt tầng sinh môn. Cắt tầng sinh môn thì như thế nào? Hai cái tay các bạn đưa vào bên trong cái vùng tầng sinh môn. Còn được không? Cái tầng sinh môn nó như này nhá. Cái tầng sinh môn là cái môi lớn môi bé. Môi lớn môi bé như thế này. Các bạn đưa tay vào phía dưới vùng tầng sinh môn. Thế thì người ta sẽ mổ ở vị trí cắt vị trí 7 giờ hoặc người ta cắt vị trí 5 giờ. Nhưng thông thường thì những người thuận tay phải đều cắt vị trí 7 giờ. Có hiểu ý cô nói không? Có hiểu không? Tức là đặt cái kéo vị trí 7 giờ nhá và cắt xuống dưới. Thế thì khi trước khi cắt người ta nhớ phải giảm đau tốt để gây tê. Thế thì có mấy cách gây tê. Một là người ta sẽ gây tê tại chỗ bằng lidocaine. Hiểu không? Tức là người như gây tê vết thương ấy nhá, như gây vết thương ấy, mình gây tê quanh cái vùng vùng mình cắt này này. Thế nhưng thường gây tê tại chỗ bệnh nhân vẫn rất đau. Cái tốt nhất mà người ta nói khuyến cáo là phải gây được thần kinh bịt. Tức các bạn sờ bên trong này phải sờ được thần kinh bịt và chọc đúng thuốc gây tê vào đó. Tiêm lidocaine vào đó thì bệnh nhân chắc chắn hết đau. Nhưng phương cái đấy cực khó, không phải ai cũng sờ được thần kinh bịt đâu. Nhá. Thế thì còn bây giờ trên thực tế thì người ta giảm đau bằng cách nào? Người ta không chỉ giảm đau cái lúc cắt tầng sinh môn đâu, mà người ta phải giảm đau từ lúc bắt đầu chuyển dạ, bắt đầu đau nhiều. Bởi vì các bạn biết đấy, đau đẻ là khủng khiếp lắm. Trên đời này người ta nó có ba cái khủng khiếp: một là đau đẻ này, hai là ngứa ghẻ này, và cái thứ ba là đòn ghen nhá. Ba cái đấy là kinh khủng nhất, đau không gì đau hơn đau đẻ, ngứa không gì ngứa hơn ngứa ghẻ, và đòn không gì đau bằng đòn đòn ghen đấy. Nói cho các bạn hiểu rằng cái đau đẻ là cái đau khủng khiếp nhất ở trên đời. Thế cho nên người ta từ khi mà bắt đầu bệnh nhân đau nhiều, tức là khi mà chuyển dạ nó sang đến cái pha tích cực ấy, là người ta đã dùng giảm đau rồi, và người ta dùng giảm đau là giảm đau ngoài màng cứng đó. Người ta tiêm một mũi thuốc vào lưng bệnh nhân này này, và người ta sẽ tiêm thuốc giảm đau duy trì trong suốt quá trình chuyển dạ. Và nếu bệnh nhân giảm đau bằng cách đó rồi thì khi cắt tầng sinh môn bệnh nhân cũng sẽ không đau đâu, chúng ta không cần phải giảm đau nhé. Thế sau khi chúng ta giảm đau xong thì chúng ta cắt tầng sinh môn, thì chúng ta dùng tay đặt vào trong cái vùng tầng sinh môn thế này, và chúng ta kê đặt cái kéo nhé. Vì chúng ta phải đặt tay vào bên trong để làm gì? Để chúng ta giữ cái mũi kéo, không có chúng ta chọc mũi kéo vào đầu em bé đấy. Hiểu không? Cô nói cho là không hiểu thì cứ dừng lại để hỏi nha. Sau đó thì chúng ta cắt tầng sinh môn. Thông thường chúng ta cắt cái vết thương của nó khoảng 3 phân là được, 3 đến 4 phân. 3 phân là được, bởi vì sau đó thì nó còn cái tầng sinh môn còn giãn nở nữa cơ khi mà đầu em bé nó xuống nhá. Sau khi cắt tầng sinh môn xong thì làm sao? Chúng ta gùm một cái xăng, lấy chung một cái xăng ở cái bàn kia có một cái xăng đó, cái bàn chỉ của cô đâu rồi. Đây một cái thôi. Thế nhá, sau khi chúng ta cắt tầng sinh môn xong nhá, thì chúng ta phải giữ tay vào cái vết cắt tầng sinh môn để làm gì? Để tránh chảy máu, chính xác. Và thứ hai là để làm gì? Để tránh nó rách to hơn nhá. Tay này chúng ta giữ vào vết cắt tầng sinh môn và tay này chúng ta ấn đầu em bé xuống để làm gì? Để cho cái đầu nó cúi kỳ trước, cầm nó tì sát vào ngực cái này thì nó sẽ cúi cho là tốt, và khi được cúi tốt thì cái đường kính da của nó sẽ là nhỏ nhất. Khi nó mà ngửa mặt ra thế này này thì đường kính da nó sẽ to, nó không dài đâu và sẽ rách rộng. Nên chúng ta phải tì cầm xuống đây đấy, cộng với việc cơn co tử cung ấn xuống và sức dặn của người mẹ nhé. Nuôi chúng ta bảo chị dặn đi, và đầu em bé sẽ xuống dần như thế này. Nhiệm vụ của chúng ta là tì cho tốt, đến khi nào chúng ta phải giữ ở trên nhé, đến khi nào chúng ta thấy cái xương chẩm hạ chẩm này này ở dưới khớp vệ, tức là cái sổ cái đầu thai nó ra hết đến cái xương chẩm, đến cái hạ chẩm này nó ở dưới các vệ này rồi, đúng không? Thì bắt đầu đấy là sổ trong cái phần chẩm này nhá, và bắt đầu đến thì là sổ mặt, thì này rất quan trọng. Sổ mặt lúc ấy tay tay chúng ta đang giữ như thế này nhá, thì chúng ta đổi xuống dưới như thế này, cầm như thế này, và chúng ta ngửa dần cái mặt lên cho toàn bộ cái vùng mặt này nó lướt qua vị trí phía dưới này của tầng sinh môn, hiểu không? Và lúc ấy thì cái tay giữ này thì rất quan trọng, bởi vì nếu tay giữ quan trọng cái đầu nó thụt xuống nó sẽ rách tầng sinh môn. Hiểu không? Với chúng ta đổi ra cái này và chúng ta ngửa đầu em bé lên nhá. Ngửa đầu em bé lên và cho đến khi hết cằm sổ ra ngoài rồi thì là xong thì sổ đầu. Hiểu không? Tức là sổ đầu nhá, là có hai thì chính là sổ phần chẩm, thứ hai là sổ phần mặt. Sổ phần chẩm là lúc đầu em bé nó còn ở bên trong như thế này, và nhiệm vụ của chúng ta tay này giữ tầng sinh môn, tay này giữ vào gáy của nó nhá, giữ vào đầu bên trên và ấn cho đầu nó cúi xuống. Và đến khi nào cái hạ chẩm nó sổ xong ở dưới khớp vệ, như vậy là xong thì sổ phần chẩm. Sang đến thần sổ phần mặt
Rồi phần mặt thì cái tay này đang giữ như thế này, chúng ta chuyển sang giữ vào vùng trán em bé thế này. Và chúng ta ngửa dần mặt em bé lên cho toàn bộ cái vùng mặt này lướt qua vị trí phía dưới của vùng tầng sinh môn. Hiểu không? Khi mà cầm em bé nó đã ra hết đến dưới này là xong thì sổ đầu. Được chưa? Xong thì sổ đầu, bắt đầu đến thì sổ vai. Đến thì sổ vai nhá. Ừ, xin thầy có hút nhất nhưng mà không cần. Nhớ em bé làm cái sạch không có gì phải hút cả. Đến thì sổ vai, tạm thời cái xăng chúng ta sẽ bỏ lên bên cạnh. Hai tay các bạn giữ vào cái vùng mặt của em bé, không vùng hai này, vùng tai này nhá. Hai tay giữ vào vùng tai như thế này và chúng ta xoay nhẹ một góc 45 độ. Hiểu không? Nói thật là tại sao xoay 45 độ các bạn phải hiểu, nhưng mà các bạn chắc không, cô nói nhiều không nhớ được đâu. Nên cứ nhớ máy móc thì đã, sau này đi sảng thì học sau. Xoay 45 độ và các bạn kéo xuống như thế này để cho vai trên nó sổ. Hiểu không? Chúng ta kéo xuống cộng với sức dặn của mẹ, cộng với cơn co tử cung, em bé nó đi ra và lúc ấy cái vai nó sổ như thế này nhá. Và khi nào chúng ta thấy được bờ dưới cơ delta lộ ra ở dưới khớp vệ thì là xong thì sổ vai trước, đến thì sổ vai sau. Hiểu không? Đến thì sổ vai sau, cái tay chúng ta đang giữ thế này, chúng ta đổi tay, tay này giữ vào cổ em bé như thế này nhá. Cả cái tay này tôi giữ vào cổ em bé. Hiểu không? Giữ vào cổ em bé. Và lúc đấy cái tay này lại phải lấy xăng và là phải giữ tầng sinh môn. Để làm gì? Để chúng ta kéo vai sau lên. Và nếu các bạn không giữ tầng sinh môn thì sẽ sắp sẽ rách rất là nhiều. Hiểu không? Rồi bắt bạn tay này phải giữ tầng sinh môn, giữ vào cái vách cắt tầng sinh môn. Và tay này cầm vào cổ em bé, và tay này chúng ta kéo lên như thế này. Đó, kéo lên như thế này thì lúc ấy cái vai sau nó cũng sẽ lộ ra, nó cũng sẽ sổ trong vai sau. Được chưa? Sau khi sổ trong vai sau thì lúc ấy cái tay đang giữ tầng sinh môn chúng ta bỏ ra. Với lúc ấy tay này đổi chúng ta giữ cổ em bé. Cái tay này chúng ta chờ mông em bé đi ra. Cái thì này cực nhanh luôn, chỉ trong vòng 1 giây. Chỉ trong vòng 1 giây nếu bạn trượt tay em bé nó rơi xuống đất. Em bé nó rơi xuống đất. Cái tay này, tay mẹ các bạn phải giữ cổ và tay này làm sao giữ chắc, và tay này em bé nó cực trơn, em bé trong môi trường nước ối nó cực trơn luôn. Tay này giữ vào đây và tay này chúng ta chờ khi nào mông nó sổ ra thì chúng ta giữ lấy mông và chúng ta lấy được em bé. Được chưa? Thế là xong. Thế là xong. Cảm ơn người bạn. Thế và lúc ấy chúng ta úp em bé lên trên. Mẹ và làm ra kể ra nhá. Đấy, ra kể ra. Đấy nhá, và chẳng sau đó thì làm sao chúng ta cắt rốn. Và thế là đỡ đẻ xong. Được chưa? Có bọn nó có chưa học cái phần cả phần sổ đỡ sổ sau không nhỉ? Có. À, ok. Thế sau khi chúng ta lấy em bé xong thì bắt đầu chúng ta đỡ sự thì sổ sau. Đây. Đuôi dây rốn nó sẽ như thế này. Dây rốn nó như thế này nhá. Thế thì sổ để mà sổ rau thì đầu tiên là người ta sẽ tiêm 10 đơn vị oxytocin tiêm bắp. Tiêm để cho tử cung nó co bắp lại. Khi tử cung co bắp lại thì rau nó sẽ bong ra. Hiểu không? Nhá. Thứ nhất là tiêm oxytocin. Cái thứ hai là kéo dây rốn có kiểm soát. Bởi vì thực ra chúng ta ngày xưa ấy là người ta cứ để mà kệ cho bánh rau nó bong ra. Nhưng sau đó người ta thấy rằng cái thời gian chờ bánh rau bong ra như vậy sẽ làm tăng cái số lượng mất máu sau đẻ. Các bạn hiểu không? Thế cho nên là người ta sẽ kéo dây rốn ra cùng với việc cơn co tử cung để làm cho bánh rau nó sổ nhanh hơn, nó bong nhanh hơn và nó sổ nhanh hơn nhá. Thế nhưng gọi là phải kéo dây rốn có kiểm soát. Tại sao phải có kiểm soát? Bởi vì nếu chúng ta mắm môi mắm lợi mà chúng ta lôi ra ấy, mà bánh rau ở trên nó chưa bong ấy, nó gây ra là lộn tử cung. Có tưởng tượng được không? Cái tử cung nó sẽ lộn nó thôi đấy, mà đến một sang chấn cực kỳ nặng luôn. Đấy là một chấn thương cực nặng. Thế cho nên là gì, khi chúng ta kéo dây rốn, tay này chúng ta phải đẩy ở trên, đẩy vào thành bụng ấy nhá. Lùi cái thành bụng nó sẽ như thế này này, và chúng ta sẽ sờ thấy cái tử cung nó co chắc một khối ở dưới thành bụng này nhá. Và cái tay này chúng ta phải đẩy nó lên, đẩy cái tử cung lên. Tay này chúng ta kéo dây rốn xuống để không bao giờ có lộn tử cung. Hiểu không? Nếu cầm thì kéo rất chặt tay, các em phải ngừng nghỉ, bắt buộc phải chờ cho nó bong ra hơn nữa thì mới có thể kéo ra được. Thế còn nếu chúng ta kéo thấy tử cung ở trên vẫn là trên tay chúng ta và dây rốn dài dần ra, nghĩa là rau đã bong, và chúng ta cứ kéo lên là bánh rau nó sẽ sổ ra. Hiểu không? Sau khi sổ rau xong thì chúng ta sẽ so đánh tử cung để tử cung nó co chắc lại, và còn cái gì trong tử cung nó sẽ tống hết ra, và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra bánh rau nhá. Kiểm tra rau, nếu rau đủ thì thôi, nếu rau không đủ chúng ta phải kiểm soát tử cung, tức là chúng ta phải cho tay vào trong buồng tử cung, chúng ta lấy nốt cái phần bánh rau còn sót với màng rau còn sót ra nhá. Thế và sau đó thì là may tầng sinh môn là xong. Được chưa? Phần chính của các bạn sẽ chính là các cái kỹ thao tác mà đỡ đẻ là khó đấy.